Cô Súc, sao tiệm thuốc mình hôm nay vắng dữ vậy? Mình tiệm nó vừa xuất viện, sao con ở nhà với nó? Ra đây làm gì? Con tính ở đây phụ Súc, ở nhà cứ quanh quẩn, mắt con còn lại nghĩ linh tinh nữa. Hình như là Súc có chuyện gì giấu con thì phải. Súc muốn giấu con, nhưng mà chắc cũng không nên giấu nữa. Mấy hôm nay rất ít bệnh nhân tới đây khám và chữa bệnh. Hình như là lời đồn từ võ đường đã lan sang tiệm thuốc của mình rồi. Nhiều bệnh nhân đang điều trị vài ngày ở đây nè, họ còn vỏ giả ra về nữa. Sao lại như vậy được Súc? Súc có biết ai đứng sau vụ này không? Súc nghĩ có kẻ muốn hãm hại con. Con nên cẩn thận đó. Nếu không ổn thì tiệm thuốc của mình có thể tạm thời đóng cửa một thời gian. Không được đâu Súc. Võ đường mình có thể tạm thời đóng cửa một thời gian được. Còn tiệm thuốc là nơi bốc thuốc chữa bệnh và cứu người. Nếu như mình đóng cửa như vậy, những người cần giúp đỡ thì phải làm sao đây? Con nghĩ vậy cũng phải. Có khi Súc rối quá, Súc nghĩ hồ đồ vậy thôi. Thôi thì trong thời điểm này, Súc cố gắng duy trì tiệm thuốc giùm con đi. Con sẽ tìm ra kẻ đứng đằng sau vụ này. Con thề là con không để cho tụi nó yên đâu. This is the last phone for Mr. Chong Thi Am Lon. Chong Thi Am Lon, seat number 14F, passengers of Malaysia Airlines and Vietnam Airlines. Khi nào thì em quay lại đây? Em cũng không biết nữa. Quệ Mẫn à, anh mong em sẽ quay trở lại. Chúng ta còn rất nhiều dự định vẫn chưa hoàn thành. Hãy quay trở lại nha. Em không dám hối trước. Cảm ơn anh đã tới đây tiễn em và anh An Hào. Em đi đây. Theo thông tin từ Minh Tuyết, người ra lệnh cho Khắc Kiệt bắt cô ấy là Phan Đại Dĩ. Cô ấy nghe được tên người này khi Khắc Kiệt và An Hào cãi nhau. Khắc Kiệt đang có quan hệ làm ăn rất thân thiết với Phan Đại Dĩ. Trong việc vận chuyển ma túy, Khắc Kiệt chính là người đã tìm người để nhận hàng tại biên giới Việt Nam cho Phan Đại Dĩ, việc hắn ra tay để giết hại hai cô gái giao hàng đã khẳng định rõ điều này. Nhưng theo thông tin chúng tôi biết được thì Khắc Kiệt đã mất tích. Hắn đã bốc hơi từ ngay cái đêm mà hắn giết hại An Hào. Có lẽ Phan Đại Dĩ sợ hắn bị bắt sẽ làm ảnh hưởng đến mình, cho nên sắp xếp cho hắn đi trốn để cho mọi chuyện êm đẹp. Nhưng hắn có thể sắp xếp cho Khắc Kiệt trốn ở đâu? Có thể Khắc Kiệt sẽ trốn sang Campuchia hoặc trốn lên biên giới của Việt Nam để trực tiếp nhận hàng từ bên đó chuyển về. Nếu vậy thì chúng ta chia thành hai hướng. Một hướng sang thẳng Campuchia, còn một hướng sẽ đến biên giới Việt Nam Campuchia, nơi có địa hình rừng núi hiểm trở, có thể là nơi bọn chúng giao nhận hàng. Được, tôi sẽ nhờ lực lượng biên phòng để hỗ trợ cho các anh. Đồng chí Hiếu và các đồng đội cứ sang Campuchia. Tôi đã nhận được lệnh kết hợp với các anh. Chúng ta phải ngay lập tức tiến hành truy quét băng nhóm của Phan Đại Dĩ tại Việt Nam. Bên Hồng Kông đầy đủ chứng cứ về những hoạt động phạm pháp của ông Trùm. Hiện tại hắn ta đang điên cuồng thu gom tài sản để tìm đường trốn thoát. Cho nên bắt Phan Đại Dĩ mạnh tay hơn đối với vấn đề ma túy và tìm mật khẩu tài khoản ngân hàng. Nếu như vậy thì chúng ta sẽ triển khai kế hoạch.
theo đội trưởng Minh. Tôi biết là Phan Đại Dĩ đã từng làm ăn rất lâu bên Campuchia, có nhiều sào huyệt và cơ sở làm ăn. Chúng ta cần phải khái quát những nơi chính yếu để có thể dễ dàng tấn công bất ngờ. Hiện nay á, thông tin về Phan Đại Dĩ và sào huyệt của chúng ở Campuchia chúng ta vẫn không có nhiều, cho nên không thể mơ hồ được. Nếu không thận trọng, chúng ta sẽ bứt dây động rừng. Có rồi, Lý Bỉnh Long có thể giúp. Lý Bỉnh Long? Anh Hiếu cũng biết là Lý Bỉnh Long từng sang Campuchia làm việc sau khi ra tù mà. Anh ta có thời gian làm việc như một vệ sĩ cho Phan Đại Dĩ. Anh ta rất muốn hỗ trợ chúng ta để tìm Lương Hổ. Được rồi, tôi sẽ đề nghị anh ta hỗ trợ. Lý Bỉnh Long là người rất giỏi võ, chắc sẽ không nguy hiểm gì đâu. Bà ơi, con đã không bảo vệ được gia đình mình, con cũng không giữ được người con gái con yêu bên mình. Người anh em thân thiết nhất của con cũng không biết sống chết ra sao. Con thấy bất lực và mệt mỏi quá. Chuyện gì mà thấy con có vẻ suy nghĩ trầm tư dữ vậy? Giờ này có nhiều chuyện xảy ra với con quá, con không biết phải làm sao nữa. Nếu bá con còn sống, chắc sẽ xử lý ổn thỏa mọi chuyện. Con đừng nghĩ vậy. Con đã hết sức cố gắng để giúp đỡ mọi người mà. Mình Tuyết cũng đã trở về nhà an toàn rồi. Còn chuyện Lương Hổ nữa, chuyện võ đường bị đóng cửa, còn ảnh hưởng đến tiệm thuốc. Con thấy có lỗi với bá con và cô Hạnh quá. Hey, bà Hạnh nó cũng đang bị bệnh, nằm ở nhà có mấy hôm nay rồi. Nhưng mà con yên tâm đi, Súc và Mộng Lạnh sẽ chăm sóc cho bà ta. Con và mọi người tiếp tục tìm kiếm Lương Hổ là được rồi. Chắc con còn buồn chuyện anh em Huệ Mẫn nữa đúng không? Huệ Mẫn về bên đó rồi, chắc có lẽ con hụt hẫng lắm chứ gì. Con thấy có lỗi với cô ấy. Trong lúc cô ấy bế tắc, cô ấy đã cầu xin con giúp đỡ An Hào, nhưng cuối cùng An Hào cũng chết. Trước lúc chết, An Hào xin con chăm sóc cho Huệ Mẫn. Con thấy chuyện tình của tụi con chắc không cứu vãn được rồi Súc à. Huệ Mẫn là một cô gái tốt, tinh tế và biết suy nghĩ. Chắc có lẽ con bé sẽ không trách con về chuyện của An Hào đâu. Nhưng mà Súc tin á, hai đứa nếu có duyên với nhau, thế nào hai đứa con cũng sẽ thành vợ chồng. Là sao được như vậy hả Súc? Huệ Mẫn đã về Hồng Kông rồi. Con nghĩ cô ấy sẽ không quay trở lại nữa. Không, Huệ Mẫn rất yêu Việt Nam và rất yêu con. Chúng ta cứ thử chờ xem nha. Thôi, khuya rồi, con vào nghỉ ngơi đi. Đứng ngoài này nhiễm sương rồi bị cảm lạnh đó. Dạ, con nhớ rồi ạ. Súc nghỉ ngơi trước đi. Huyết mạch của bà đó đã ổn định lại rồi đó. Dạ. Bây giờ bà chỉ cần nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ là khỏe lại thôi. Dạ. Đừng suy nghĩ nhiều quá, rồi bệnh nó lại trở nặng đó. Sao mà không suy nghĩ được ha anh? Thằng Lương Hổ thì nó mất tích lâu rồi, tôi lo cho nó quá. Dạ, cô ơi, cô yên tâm mà lo dưỡng bệnh đi. Chắc anh Lương Hổ không có sao đâu. Cô đừng có lo quá mà mang bệnh đó. Cô uống chén thuốc này đi. Cảm ơn con. Dạ, con xin lỗi cô. Nếu như lúc đó con mà nhanh chân á, thì con đã kiếm được người để cứu anh Hổ rồi. Con không có lỗi gì đâu. Cái chuyện bảo vệ con là cái chuyện đương nhiên mà thằng Lương Hổ nó phải làm. Con mà có chuyện gì, cô làm sao mà ăn nói với ba con đây? Anh Hổ vì con mà bị thương, còn bị người ta bắt cóc nữa. Con chắc chắn với cô, anh Long sẽ tìm được anh Lương Hổ về. Cô đừng có lo nha cô. Cô ở nhà có một mình à? Đi ra đi vô, tôi nói thật, tôi nhớ thằng con tôi quá. Thôi thôi, thôi đừng khóc nữa. Nếu bà ở nhà có buồn á, thì bày ra tiệm thuốc này nè. Thấy người ta đi tới đi lui vậy đó, cũng đỡ buồn lắm mà. Xúc thân nói đúng đó cô. Cô mà buồn á, thì cứ ra tiệm thuốc, ở đây với tụi con.
Chứ ở nhà cô mà có gì tụi con lại lo nữa. Dạ tôi cảm ơn anh. Cô uống đi. Lẹ đi. Lên. Ê. Đi lên. Ráng đi. Đi mày. Đi. Đi. Nhìn lên. Nhìn lên. Nhìn lên. Anh Tuấn. Là anh sao? Em dắt nó đến rồi đại ca. Ông chủ Phan nói cho tụi nó trốn đây một thời gian. Dắt tụi nó vô đi. Nghe nói mày nhận hàng ở Việt Nam. Gần đây toàn bị công an bắt đúng không? Tại vì thằng chó chết ăn hầu. Nếu không thì trót lọt rồi. Thì ra mày là đầu mối chuyển ma túy vô bên tao hả? Thế Phan đại dĩ rút mày ra khỏi Việt Nam. Không ngờ mày lại qua đây. Dạo này nhìn mày khác quá ha. Chắc là nghiện rồi đúng không? Cũng phải thôi. Sống trong ngõ ma túy mà. Không nghiện mới lạ. Mày đang sống trong địa bàn của tao. Ăn nói cho khôn ngoan và cẩn thận chút xíu. Nếu không, tao ném mày qua biên giới cho công an nó lượm xác mày. Tại sao mày lại mang thằng đó theo? Nó là anh em của thằng Long mà. Nó chính là Lương Hổ. Nó vì cứu em thằng Long nên nó bị bắt. Tao đang thiếu người làm ăn. Bây giờ thằng Hào chết rồi, tao nghĩ nó có thể thay thế được. Mày thấy có được không? Nó bị bắt buộc làm. Nó mà phản là đi tù cả đám đó. Nó cùng đường rồi. Với lại nó đang bị thương. Nếu mình giang tay cứu nó thì nó nhất định sẽ đi theo mình. Vậy cũng được. Nhưng mày đừng có chủ quan. Phải cho người canh chừng nó nghiêm ngặt. Không được để cho nó đi đâu một mình biết không? Tao biết rồi. Mày yên tâm đi. Mà tao có cách này muốn bạn với mày. Trói thằng Hổ lại, canh chừng kỹ kỹ. Cơm này đại ca. Đói lắm mà phải không?
ăn miếng cơm đi. Cảm ơn. Ở đây ban đêm trời lạnh lắm, lát nữa tôi kêu tụi nhỏ đem cho mày cái chăn. Không biết mày có suy nghĩ về lời đề nghị của tao chưa? Làm hay không thì có ích gì? Tôi đang ở trong tay các anh mà. Tao không muốn bắt ép mày đâu. Tao chỉ muốn mày về nhóm của tao thôi. Chuyện giang hồ tôi không rành lắm. Tôi muốn giúp các anh thì cũng không được. Từ từ rồi mày sẽ quen thôi. Mày có võ mà, có thể giúp tao được. Mày yên tâm đi, tao không có bắt mày làm không công đâu. Tao sẽ trả công cho mày hậu hĩnh. Mấy chuyện đó tính sau đi. Bây giờ cái mạng của tôi còn không giữ được, nói gì tới tiền. Nói chuyện với mày chán bỏ mẹ. Mày muốn trung thành với thằng Long chứ gì? Giống như một con chó trung thành với chủ. Tại sao anh ghét Long như vậy? Tôi ghét nó thì sao? Tao được ghét cái bản mặt của nó, tự cao tự đại. Nhưng suy cho cùng, tao cũng phải cảm ơn nó, vì nhờ nó đã giúp tao kiếm được bộn tiền từ vụ cá độ võ đại. Vậy là chuyện của Trương Tam nói giác xài là do mày sắp xếp hả? Đúng rồi thì sao? Không ngờ vì tiền mà mày nỡ hại người ta như vậy. Tao yêu tiền mà, có gì đâu mà sai. Mày nghe lời tao đi, theo tao làm ăn sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Mày sẽ giàu có nhanh chóng. Lúc mày có tiền rồi đó thì muốn gì mà không được. Chắc mày chưa có cảm giác của người giàu đâu. Giàu có nó sung sướng lắm. Suy nghĩ kỹ đi rồi cho tao biết. Tao cảnh cáo mày, ở đây không có được trốn như chỗ của An Hào đâu. À quên nữa, trước khi đưa mày tới đây, tao đã tặng cho thằng Long một món quà rồi. Chắc bây giờ nó đang tán gia bại sản ở bên đó. Tao có mừng cái chết của Trương Tam nhiều lắm. Tụi bay. Dạ dạ. Trở nó lại, đem vô trong. Thật khốn nạn, không ngờ nó độc ác và thâm hiểm như vậy. Nhưng mình giờ chỉ biết trông chờ vào nó để giữ mạng sống thôi. Mình cứ yên lặng rồi tính tiếp. Chạy. Ê. Con ơi, giờ An Hào đã chết,
Khắc Kiệt cũng không biết ở đâu. Chẳng ai còn nhớ đến mình nữa. Mình có nên ở lại đây không trời? Vì mình, trong nhà này xảy ra bao nhiêu chuyện. Nếu bị phát hiện, chắc mình phải đi tù mất. Mình nên xin nghỉ rồi bỏ đi đâu đó thật xa cho rồi. Thu về rụng lá trầu xanh, trầu xanh rụng lá tình anh hết rồi. Một gánh trầu còn nặng hoằng đôi vai, như gánh nặng u hoài muôn vạn kiếp. Mưa rơi lạnh buốt cung trời, anh phụ em rồi, em còn biết tình ai. Nhưng mình đi, ai sẽ bảo vệ gia đình cậu chủ? Mình đã chịu ơn gia đình cậu chủ nhiều quá. Còn một anh nữa, mình đi, cô ấy sẽ ra sao? Mình rất thương Mộng Lạnh. Dạ thưa, xin cho ở đây có xem mạch và hút thuốc không vậy chị? Dạ có, ở đây có bắt mạch nè, bốc thuốc rồi chữa bệnh luôn. Dạ mời anh vô trong này. Dạ cảm ơn chị. Dạ, mời anh. Dạ. Anh đi thẳng vô trong đó. Dạ. Dạ dạ. Nhìn chú á, có vẻ bị suy nhược thần kinh, cho nên mới thấy mệt mỏi như vậy đó. Dạ, thưa thầy, dạo gần đây á, tôi hay bị mất ngủ. Tôi hay lo nghĩ lung tung, cảm giác trong người lúc nào cũng như người đang có bệnh đó thầy. Không sao đâu, tôi sẽ kê cho chú mấy loại thuốc, ăn ngon ngủ yên. Nhưng quan trọng nhất á, đừng suy nghĩ nhiều rồi bị tự kỷ ám thị. Lúc nào cũng nghĩ có bệnh là không nên đâu nha. Dạ. Dạ thưa thầy, quê tôi thì quê tôi dưới miền Tây á, nghe người ta đồn phòng khám của mình á, thường hay giúp đỡ người nghèo, nên tôi mới tới đây. Bây giờ cũng tối rồi, tôi chỉ còn đủ tiền để mua một vé về quê thôi. Thưa thầy, có thể cho tôi ở nhờ một đêm được không hả thầy? Được rồi. Ở phòng khám á, cũng có nhận điều trị bệnh vài ngày. Dạ. Phía sau có mấy cái giường, có gì chú cứ xuống đó nghỉ ngơi, rồi sáng mai chú về cũng được. Dạ, cảm ơn thầy, cảm ơn. Đúng là người ta đồn không có sai.
Mà tối khuya la làng lên vậy? Sao rồi tóc tí ghê vậy? Cháy rồi. Cháy gì? Cô, có chuyện gì mà đêm hôm la lối vậy? Cháy phòng thờ rồi. Hả? Làm gì đó? Mình luôn làm gì đó ha? Đó là gì của tôi? Tránh ra cho tôi đi! Mày đúng là kẻ gian! Nếu mà vô khám tao đã nghi ngờ mày rồi! Tao đưa mày lên công an mày được! Đi! Dạ! Đi. Tụi nó muốn ra! Ở người ta chạy! 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 Dập lửa! Dập lửa! Chạy rồi! Dập lửa! Ba, mẹ, cô ơi cẩn thận đó cô. Tại sao lại như vậy? Cũng may là đám cháy không lan ra phòng khác, nếu không là tối nay vô gia cư hết rồi. Nhưng mà tại sao lại là phòng thờ? Bình thường phòng thờ này xuất thân rất là kỹ trong việc đốt nến và thắp nhang mà. Có người đột nhập vô nhà mình, tôi nghe tiếng động, tôi chạy theo ra tới phòng thờ. Lúc tôi bắt gặp dòng co gian, hắn lập ngã đèn, hắn bỏ chạy, tôi dí theo. Ở trong này trái tôi không biết. Trời,
Có người đột nhập nhà mình hả? Cô ơi, mình đi báo công an đi cô. Từ từ đã chị. Bây giờ mình phải đi nói với xúc thân để hỏi ý kiến của xúc có sao đã. Ờ đúng rồi, nhắc tới chú Thân tôi mới nhớ. Chú Thân không biết đi đâu mà giờ này chưa có về nữa. Hồi chiều chú Thân có về đây ăn cơm, nhưng mà đầu giờ tối nói là có công chuyện ngoài phòng khám á, rồi đi luôn tới giờ chưa có về cô. Anh Gia Bảo, bây giờ anh đi gọi điện thoại cho xúc thân liền đi anh. Đi anh. Đi đi Bảo. Đi đi. Đi Bảo. Nhanh lên. Ba ơi, mẹ, cô ơi, cô được có như vậy mà cô. Cô. Ba ơi. Ba ơi. Đại ca, em đã lục lọi tìm kiếm tất cả trong tiệm thuốc đó, nhưng không phát hiện gì khả nghi hết. Trong lúc em đang lục lọi tìm thì bị lão già này phá bệnh. Lý Bình Khôn khốn kiếp, mày giấu mật khẩu ở đâu chứ? Hay là hắn ta đã mang theo xuống mộ rồi? Đại ca định đào mộ ông ta lên hả? Nếu cần, tao cũng sẽ làm như vậy. Nhưng tao chắc chắn Lý Bình Khôn sẽ không mang theo đâu. Bởi vì hắn đã giữ lại con gái của Dương Minh, có nghĩa là hắn muốn có số tài sản trong ngân hàng. Sao đại ca không bắt thằng Long để hỏi? Nó là con của ông ta mà. Lý Bình Khôn là người biết trọng nghĩa khí, chắc chắn hắn sẽ giao lại tài sản cho con gái của Dương Minh, vì nó là người được thừa hưởng. Mà hắn sẽ không giao lại cho con trai hắn ta đâu. Dạ. Nè. Dạ. Mày nói tụi nó nhốt kỹ lão già này lại. Lão ta đúng là người trung thành, đi theo hắn từ Hồng Kông qua đây, biết đâu nó biết điều gì đó. Dạ đại ca. Chị, mà xúc thân đi đâu mới được chứ? Em gọi điện thoại tới tiệm thuốc thì không ai bắt máy hết, gọi điện thoại cho xúc cũng không có được luôn. Cô ơi, có khi nào chú Thân bị người ta bắt cóc không cô? Bắt cóc hả? Ừ, dạ. Nhưng ai bắt? Rồi bắt cóc xúc thân để làm được cái gì đâu? Cô nói cũng có lý á. Chú Thân từ nào tới giờ chỉ có bắt mạch, hút thuốc rồi chữa bệnh cho người khác không à, lấy đâu ra ai mà quán thù để bắt cóc chứ. Bực mình cái Gia Gia Bảo thiệt chứ, đi tới giờ này chưa về làm sao? Cô ơi, cô ơi. Cô ơi. Cái gì vậy? Cô, chuyện gì Gia vậy? Gia Bảo bị chó dại cắn rồi cô ơi. Cắn cái đầu bà, chó dại nào cắn chứ gì thở dữ vậy? Thôi được rồi, có thấy xúc thân không? Không thấy chú đâu hết á. Mà tôi thấy tiệm thuốc không có đóng cửa, mà tôi thấy lộn xộn trong tiệm hết trơn á, hình như có quýnh lộn hay gì á. Không lẽ tiệm thuốc có cướp? Nhưng mà chung cướp tiệm thuốc để làm cái gì đâu? Trời đất ơi, cô ơi, Bảo ơi, vậy là không lẽ chú Thân bị bắt cóc? Nhà mình ai ở đâu ở yên đó đi, chút xíu nữa thế nào cũng có người gọi điện tới đòi tiền chuộc hà. Khùng quá. Dạ. Sao mà biết chú bị bắt cóc? Tôi đoán vậy đó. Ờ ha, mà cũng có thể lắm á. Cô, nếu mà chú bị bắt cóc thiệt á, mình có nên báo cho công an biết không cô? Khoan, bây giờ từ từ đã.
Nếu như theo lời của dì Mong Lành nói là Súc Thân bị bắt cóc mà chúng ta báo công an thì sẽ ảnh hưởng tới tính mạng của Súc. Giờ sao cô? Tại ông hết á. Ui da, đau. Đau gì mà đau? Đánh nhẹ cũng đau nữa. Đánh nhẹ gì? Quýnh đau quần tết. Đó. Ui da. Làm gì đau? Tao nói quýnh đau rồi. Hả? Ủa? Trời ơi. Bị chảy máu cô. Gì vậy? Anh bị làm sao vậy? Sao vậy? À, chắc không sao đâu. Tại hôm qua lúc lộn xộn á, tôi bị chạy tay không để ý thôi. Không có gì đâu, chạy sơ sơ. Ui da. Đau không? Đau. Đau sao nó không sao? Đi vô đây, băng bó cho. Đánh nếu không bị thương cũng đau nữa. Nín. Im. Vô đây. Nhanh mày. Mày có biết nơi đây là đâu không? Không biết. Mày làm sao mà biết được? Vậy á thì mày đừng có hòng sống sót ở đây. Sẽ không có ai tìm ra mày đâu. Mà nếu có tìm á, chỉ có bà mẹ già của mày tìm mày. Nhưng mà bảy làm gì biết đường tới đây? Mày muốn gì? Tao không muốn gì hết. Nhưng mà tao muốn nhắc cho mày nhớ. Bây giờ mày là người hoàn toàn cô độc. Tao mới là người bảo vệ cho mày. Nếu như không có tao bảo vệ thì tụi đàn em của tao đã thịt mày lâu rồi. Khỏe không? Còn đau không? Tụi bay, kể đó cho nó đi. Dạ. Chắc mấy ngày hôm nay ê ẩm lắm rồi. Mày cũng thấy rồi đó. Ở đây đàn em của tao á canh chừng cẩn thận lắm. Mày không thoát được đâu. Nếu như mày thoát được thì cũng không biết đường đâu mà trốn. Vậy nên cứ ngoan ngoãn nghe lời tao. Mày sẽ không thiệt thòi đâu. Tụi bay nhớ chăm sóc anh Hổ cẩn thận nha. Dạ, 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 đại ca. Dạ, đại ca. Không ngờ lão già được tỉnh lại nhanh thật. Thì ra mày là Phan Đại Dĩ à? Đúng là nô bộc nhà họ Lý. Chưa từng biết nhau mà đã nhận ra kẻ thù rồi. Lý Minh Khôn đúng là biết xài. Tôi đã để cho ông yên bởi vì tôi thấy ông không có ý đồ gì để hãm hại A Long và Minh Tuyết. Không ngờ ông càng ngày càng tham lam và độc ác. Không điên. Không điên. Mày làm cái gì tao? Mày tưởng là mày vẫn còn đáng kiệt với thời Lý Minh Khôn sao? Bây giờ tao nói cho mày biết, thời buổi này không ai mà đấu đá bằng tay bằng chân hết, mà họ đấu bằng cái này nè. Mày có hiểu không? Hiểu. Tôi hiểu. Mày vừa hành động trái với lời nói của mày. Yeah, mày là người đã tung tin đồn phá việc làm ăn của nhà họ Lý, đúng không? Tin đồn à? Tin đồn nào? Tao đâu có rảnh mà đi giao giặt tin đồn cho người khác. Vậy thì ai chứ? Làm sao tao biết được?
Đâu, mày coi lại coi, nhà họ Lý á, có bao nhiêu kẻ thù. Ngay cả thằng Lý Minh Long cũng giống như cha nó, thích xen vào, phá đám người khác. Chắc chắn á, sẽ không ít kẻ thù và muốn hại nó. Còn tao, tao cần gì của nhà họ Lý, mày biết rồi. Mày sẽ không đạt được những gì mày muốn đâu. Tốt nhất á, mày nên dừng lại đi. Khốn nạn. Ngoan cố hả? Ha 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 ha.